Mặc phụ kiện giản dị đi tàu điện, nữ sinh gây choáng khi bốc giá hơn 10 tỷ đồng. Đoạn clip được một người cùng chuyến tàu điện vô tình quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút mọi người cùng nhau vào bốc giá những món đồ đắt tiền xa xỉ trên người của cô nữ sinh này. Đầu tiên đập vào mắt là chiếc đồng hồ lấp lánh ánh kim sa mang tên Richard Mille, có giá dao động khoảng 5-7 tỷ. Nằm ngay cạnh đó là chiếc nhẫn của Hermès đến từ Pháp, có giá sương sương hàng chục triệu đồng. Ở tay kia còn có một chiếc lắc thương hiệu Louis Vuitton, đắt tiền không kém là bao. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó khi cây thượng phương bảo kiếm màu đen mới là điểm nhấn. Khi đó chính là chiếc ô trên xe sang hiệu Rolls Royce có giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên vì là xe của gia đình nên tạm thời không tính vào bộ outfit của nữ sinh nghèo vượt khó này. Không chỉ có vậy, dân tình còn nhanh chóng nhận ra chiếc ba lô đeo trên lưng của cô chính là ba lô của trường Đại học Thanh Hoa, trường top 1 server của Trung Quốc, nơi hội tụ những người giỏi nhất tại đất nước tỷ dân. Và tất nhiên bộ đồ trên người ấy chính là đồng phục thể dục của trường đại học này. Bốc giá đến đây thì dân tình chỉ biết tròn xoe mắt. Dù đeo khẩu trang không rõ mặt nhưng ai cũng dám khẳng định luôn, cô gái vừa giỏi vừa giàu lại vô cùng xinh gái. Tuy nhiên chẳng có ai dám xin info của nàng vì biết mày này ở tầng cao quá, mình chỉ là ngọn cỏ bên đường, làm sao mà với tới đây. Thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.